Mắc gì không thích gái miền Tây? Không thích thôi chị. Em bụng chạm rồi. À dạ em biết rồi. Em tên là Nguyễn Hoàng Quân, đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện em 27 tuổi. Bạn làm việc gì? À, em đang là kỹ sư thiết kế cấu nhà cao tầng. Thiết kế nhà cao tầng á hả? Dạ đúng rồi. À, quê bạn ở đâu? À, quê gốc em thì ở Bà Rịa Vũng Tàu. Rồi, mời bên kia. Em tên là Nguyễn Thị Thùy Trang. Em đang làm giáo viên mầm non tại trường mầm non Ngọc Hoàng ở Biên Hòa. Quê mình ở đâu? Quê em ở Tiền Giang, mà nhà em thì ở Đồng Nai. Quê Tiền Giang, nhà Đồng Nai, làm việc Biên Hòa. Dạ. Anh kia thì làm việc thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, bây giờ chúng ta có thể thoải mái nói chuyện đi. Rồi, giới thiệu về mình một xíu đi. Hỏi bạn gái gì hỏi đi. Ừ. Bạn nhiêu tuổi ta? Em sinh năm 94 anh. 94 với 90 thì cũng hợp á. Hợp không em? Em nghe nhiều người nói thì cộng trừ, mà cộng trừ số chẵn thì nó có lẽ nó hợp ấy. Cộng trừ số chẵn là sao em? Rồi hỏi bạn ở đâu, mình giờ hẹn hò như thế nào, hỏi luôn đi. Hiện tại thì em đang ở đâu ta? Hiện tại em ở Biên Hòa anh. Nhà anh ở Bà Rịa, thì đi về cũng đi ngang ở chỗ đó thì chắc cũng không vấn đề gì về cái khoảng cách. Anh có đạo không anh? À có em. Dạ. Em có không? Dạ có. Vậy là ổn rồi, chúng ta bắt đầu đi vào câu chuyện tình yêu nha. Mình muốn tìm một người yêu thế nào bạn? À, dễ nhìn xíu. Dễ nhìn nó khó trừu tượng lắm em. Dễ nhìn là sao em? Đừng có quá đen hơn em. Em thì đen rồi. Thì ở nhà thì em vạch ra nhiều lắm à, mà sao lên trên đây em quên hết rồi. Lần sau tao lấy giấy viết tao viết ra. Em có đánh cho điện thoại mà điện thoại đưa cho em gái rồi. Giờ em quên. Em gái của em đâu em? À, màu vàng chị. À đây màu vàng. Em đưa điện thoại em đây. Rồi em đưa cho ảnh đi. Anh đọc lên bên đây coi có. Đọc coi có cái gì không. Rồi mò ra được chưa? Rồi. Em thấy rồi chị. Hình mẫu lý tưởng. Thì cái ngoại hình thì dễ nhìn, dễ thương, da trắng xíu, đừng có đen quá. Cao từ 1.5 m, 1.6 m. Tính tình hiền lành, vui vẻ, sống đạo đức, biết cư xử người. Từ từ để ta so đọc gì mà như mô tô bay vậy. Thì có chữ rồi phải đọc cái gì. Rồi 1.5 m đến 1.6 m. Da trắng, rồi gì nữa? Da trắng, tóc đen. Tóc đen, rồi gì nữa? Mắt đen luôn thì được. Trời ơi, tính tình hiền lành, vui vẻ, rồi có đạo đức. Nói chung là biết cư xử với người trên, kẻ dưới. Còn gì nữa? Hết chưa? Lắm dạ. Trời ơi, tôi đọc sơ, sao nhiều dữ vậy? Dài lắm hả? Ngoại hình dễ thương ha. À, đừng có đen quá. Cao khoảng 1.63 m. Tính cách hiền lành, vui vẻ, đạo đức, biết cư xử người trên kẻ dưới, người xung quanh, với gia đình, hiếu thảo với bố mẹ, biết quan tâm lo lắng, chia sẻ công việc với mọi người. Quê quán ưu tiên miền Trung và miền Nam, trừ miền Tây. Trời ơi sao vậy, miền Tây tôi mắc gì trừ? Em miền Tây rồi. Ủa sao miền Tây trừ em? Còn nữa, nói đọc, để tôi đọc hết cái đã. Tuổi tác từ 23 đến 27, công việc nhân viên văn phòng hoặc có công việc làm riêng ổn định, tiêu chuẩn khác, có đạo Thiên Chúa, không thích phòng phóng khoáng quá, không tiêu cực, không lười biếng quá, lặp lại nhiều lần quá, nói dối, nói xạo. Trời ơi. Trời nhiều quá, mới đọc tới sáng quá. Trời ơi, cái gì vậy? Trả lời nè. Em định đọc em. Ủa, em viết cái clip này là mất thời gian bao lâu? Cũng soạn ra, cũng gom lại. Ai soạn? Em soạn thì soạn. Soạn bao lâu mới xong được cái bản phong thần này? Thì bắt đầu từ lúc mà chương trình gọi em thì soạn liền. Soạn tới giờ luôn á hả? Vâng, còn sót gì nữa không? Thì chắc có lẽ đủ rồi chị. Trời ơi, nhiêu đó mới đủ thôi đó hả? Còn mắc gì không thích gái miền Tây? Nếu mà họ sống mà phóng khoáng quá thì em không thích phóng khoáng, mà cả về vật chất là tinh thần, nghĩa là sống mà vô tư, ít lo quá thì... Ủa, ý em nói gái miền Tây là sống phóng khoáng hay sao? À, em không có đánh đồng vậy, nhưng mà tại chắc có lẽ là do em không thích thôi chứ. Tự nhiên do không thích vậy thôi đó hả? Em bụng chạm rồi. À dạ em biết rồi. Em cũng nói chung là không có đưa ra nhiều nguyên tắc đâu. Tự nhiên mà tại vì lên chương trình á thì có nhiều clip quá, như sở thích, sở trường, sở đoản rồi tùm lum, em phải list ra, rồi thích người nào thì em phải list ra hết. Nên thành ra đặt vô cái nguyên tắc khuôn khổ luôn, chứ mình sống thì không phải vậy. Khuyết điểm của em là gì? Hơi bừa bộn ấy. Đúng rồi. Nhìn kìa, mang dài sao không buộc dây dài. Hồi nãy trên kia em... Không có lý do gì hết trơn á. Tại sao mọi người mà bê bối cẩu thả vậy? Không, chị đừng nhìn nhẹ mà đánh đồng em vậy. Đâu có. Tại sao em lại đánh đồng người miền Tây là không được? Thôi về bản đi, về bản đi. Trời đất ơi. Dây dài vô, đụng chạm mà thấy chưa? Người miền Tây á là rất là dễ thương,
Dạ, dạ. Có lẽ em do coi phim hay là em bị một cái cú sốc gì về miền Tây thì em thích gái miền Tây. Chứ gái miền Tây rất là dễ thương nha em. Dạ. Em thôi được chưa, rồi. Chắc em chưa gặp thôi. Hồi chị Tường qua dập. Chị Tường cho em rút lại nha chị Tường. Muốn cho. Ơi, chào em. Dạ. Có lẽ anh này cũng hơi vui. Thành ra cũng hơi lố lố một tí. Chứ thật sự con người ảnh anh thấy nãy giờ cái tâm không phải là như vậy. Thí dụ giờ ảnh thích em, yêu em, tiến tới hôn nhân thì khoảng bao lâu tới được? Em cũng không có quan trọng thời gian. Tìm hiểu thấy hợp thì khi nào cũng được. Coi như bỏ qua nãy giờ. Bỏ sao được? Không bỏ, đi về bển đi. Nè, mà em thích cái mẫu người bạn trai cái chuẩn như thế nào? Chững chạc. Không, bên kia chưa chững chạc. Dây dài mà không buộc nữa mà. Rồi tiếp em. Biết suy nghĩ, lo lắng cho gia đình, có nụ cười tỏa sáng như Lương Phước Thịnh. Chắc được hả? Bạn lại bên đây nó chắc được đó. Nụ cười nắng tắt. Nữa hả? Cái gì nữa? Móc bóc gì nữa vậy? Hết hồn. Hoàn toàn. Em cảm ơn anh. Sao anh lại không thích người miền Tây anh? Do quan niệm hồi xưa thôi. Ông bà để lại thì không có anh... đâu. Ông bà nào? Không có ông bà nào quan niệm gì đâu. Em phải nói là do quan niệm sai lầm của anh. Dạ. Chắc có lẽ vậy. Dạ. Tại vì ở đâu cũng có người này người kia thôi anh, chứ không phải. Thì anh đã nói là anh không đánh đồng cái đó. Anh quan niệm thế nào về tình yêu? Anh cũng không có tin tuyệt đối 100% vào nó. Anh khoảng cỡ 70-80% thôi. Tại vì anh thấy đa số mấy cặp vợ chồng á, lúc mà chưa cưới thì nó say đắm ghê lắm. Còn lúc mà mà về rồi thì đa số người ta sống vì trách nhiệm con cái này nọ là hơn. Cái này bậy à, cái này bậy đó à. Sao bữa nay em có nhiều quan đa số rồi nha. Đa số cặp vợ chồng là về họ yêu thương nhiều hơn, chỉ có một vài cặp là à dạ đúng rồi anh nói đúng rồi. Ngược lại như vậy. Em run quá dùng cái từ hơi sai. Còn lại phút cuối đó cố gắng đi em. Cố gắng đi thuyết phục cô gái phút đi. Phút cuối rồi đó. Anh thấy là em nhìn em thì xinh rồi, anh với em thì có một số điểm nó gọi là giống nhau ấy, đi về cùng một hướng đường ấy. Nên anh có thích đi phượt không? Anh đi được một lần. Em cũng thích đi phượt. Đi bạn bè hay đi riêng? Đi với bạn bè nguyên nhóm luôn anh. À thì anh cũng thích đi phượt lắm, tại chưa có điều kiện đi nhiều thôi. Tại vì anh thích đi hai đứa phải không? Không không không. Đi đông nó vui vậy. Em đã chuẩn bị gì cho cái cuộc sống hôn nhân hay gì không? Bây giờ vẫn còn sớm. Ví dụ như sau này mà tìm hiểu nhau rồi á thì lúc đó mới bắt đầu chuẩn bị anh. À anh bây giờ anh 27 á thì anh định là kết hôn thì tầm khoảng cỡ 27 đến 30 hoặc 31 gì đấy. Là khoảng từ 27 đến 31 hả anh? À vâng, đúng rồi. Em không sao hết, cũng được. Anh thấy em có vẻ hợp với anh ấy. Nói chung anh cũng có cái chí cầu tiến. Ở trên đây thì cũng chưa đánh giá được cái gì về bản thân hay con người của mọi người á. Nên anh nghĩ là sau chương trình này thì mình nên có cơ hội để mà tìm hiểu nhau. Còn em? Nếu mà hợp thì mình sẽ tiến xa hơn. Rồi, hết thời gian. Chúng ta nói chuyện vui, nói chuyện cảm nhận về nhau, nói chuyện để hiểu nhau. Và bây giờ chúng ta quyết định bấm nút, là đặt trách nhiệm vào cái bấm nút của mình nha các bạn nha. 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 3 Hết thời gian. Mời em. Nào, hãy nắm tay bạn gái đi. Đấy, một cô gái miền Tây rất là xinh xắn.